Xin chào tất cả các bạn nha. Thì trước mặt các bạn đó là cái tủ trưng bày những cái sản phẩm về tẩy lông và làm sạch lông thương hiệu Cà Leo nha các bạn. Như các bạn đã thấy ở trên đó, thì cái tủ trưng bày của sản phẩm này thì nó có tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì xin lỗi các bạn, chỉ có 5 sản phẩm thôi. Cái này giống nhau nha, mình xin lỗi. Thì công dụng chi tiết cũng như là những cái tính năng của từng loại sản phẩm như thế nào thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem, các bạn tham khảo. Thì cái sản phẩm nào phù hợp với các bạn thì các bạn có thể mua và sử dụng. Thì các bạn cũng có thể liên hệ shop mình để mà được tư vấn thêm, cũng như là muốn mua sản phẩm này thì có thể liên hệ shop nha các bạn. Rồi, thì cái sản phẩm Cà Leo này thì nó màu hồng với lại màu xanh này á, thì nó là dạng kem nha các bạn. Thì nó dạng kem tẩy lông, thì nó là dạng kem. Thì một cái dòng sản phẩm thì để mình cho các bạn xem chi tiết bên sau, thì nó sẽ mô tả chi tiết cụ thể hơn. Các bạn xem, các bạn nhìn có thể thấy, thì đây nó là cái dạng kem tẩy lông, kem tẩy lông đúng không các bạn. Thì cái dòng màu xanh này thì dành cho da thường nha các bạn. Nó có hai kích cỡ là 25g và 50g. Và cái dòng kem tẩy lông dành cho da nhạy cảm, tất nhiên là những cái dạng da của bạn nhạy cảm, da của các bạn mà gọi là dễ bị kích ứng thì các bạn sử dụng cái sản phẩm này. Thì sản phẩm này thì nó cũng có khối lượng là 25g với 550g. Và cái mô tả của sản phẩm này thì thời gian chờ tức là khi các bạn thoa sản phẩm lên vùng da mà muốn tẩy lông á, thì bạn chờ cỡ 3 phút thôi. Và sau đó bạn dùng dụng cụ bạn quạt cái vùng lông, thì tất nhiên lông nó sẽ rụng ra hết và không có đau, không có để lại cái cảm giác gì hết nha các bạn. Rồi, cái dòng sản phẩm này thì đó là cái dòng sản phẩm có thời gian chờ là 5 phút nha các bạn. Đó, thì nó sẽ lâu hơn 2 phút. Và cái dạng thứ ba này là cái dạng lotion. Đó, các bạn thấy không? Lotion tức là dạng sữa các bạn. Cái này và hai cái này là dạng kem, thì dạng lotion là dạng sữa. Thì cái dạng này thì nó có một loại thôi. Đó là một cái loại dạng dành cho mọi loại da. Thì cái sản phẩm này nó có một kích cỡ mà 1ml thôi nha các bạn. Đó là 90ml. Và cái thời gian chờ của nó là 4 phút. Về giá thành của ba loại này thì cái dạng lotion nó sẽ mắc hơn nha các bạn. Thì lotion thì nó sẽ đa năng hơn, da nhạy cảm và da bình thường như thế nào các bạn xài cũng được, các bạn không có vấn đề mà các bạn phải lo mà bị kích ứng da. Rồi, tiếp tục cái sản phẩm thứ tư trong cái bộ sản phẩm này, đó là sản phẩm kem sau khi tẩy lông. Kem sau khi tẩy lông có nghĩa là các bạn sử dụng cái sản phẩm này, nó sẽ làm cho bạn dịu da, và cái điều đặc biệt nhất là nó sẽ làm chậm cái việc mọc lông trên vùng da của bạn. Thì các bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Rồi, cái sản phẩm này nó khối lượng 50g nha các bạn. Và cái sản phẩm cuối cùng là cái sản phẩm kem giảm thâm nấp. Thì kem giảm thâm nấp thì cái dạng kem này thì nó sẽ giúp tẩy tế bào chết vùng dưới cánh tay và giảm thâm sáng da và ngăn ngừa quá trình hình thành các sắc tố melanin. Thì như các bạn đã biết thì cái vùng da nách thì các bạn biết rồi, nó là vùng ẩn sâu ở bên trong cái vùng da của mình. Khi các bạn tiết mồ hôi nhiều hoặc là các bạn mà vận động nhiều thì nó sẽ dễ gây đầy thâm. Thì việc mà các bạn sử dụng một cái sản phẩm Cà Leo để giảm thâm hoặc là các bạn ngăn ngừa cái việc thâm dưỡng da, để giúp da mình sáng hơn, thì các bạn có thể chọn sản phẩm này. Thì sản phẩm này khối lượng là 35g. Rồi, thì sau đây mình sẽ khui từng loại, mình sẽ mở hộp, mình sẽ khui ra cho các bạn xem. Thì vừa rồi mình vừa mô tả hết từng loại rồi, thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem từng loại trước mắt. Mình vừa lấy ra cái kem thâm bằng nách nè. Cái này là cái kem tẩy lông bơ dành cho da thường nè. Và cái này là cái gel làm dịu da. Và cái này là cái kem tẩy lông Cà Leo dành cho da nhạy cảm. Và cuối cùng đó là cái dạng lotion. Thì cái dạng lotion này chắc các bạn, nhiều bạn này chưa có thấy đâu. Đây là cái dạng lotion nè. Thì sao mà đây mình sẽ khui cái dạng lotion cho các bạn xem. Cái dạng lotion này, cái chai nó bên trong như thế nào nha các bạn. Thì nãy giờ mình đã chia sẻ với các bạn rồi, thì cái sản phẩm Cà Leo này nó có hai dạng, một dạng kem và dạng lotion. Thì dạng lotion này á, là nó thích hợp mọi da, kể da nhạy cảm và da mà dễ bị kích ứng thì sử dụng sản phẩm này ok luôn nha các bạn. Các bạn khỏi cần phải đắn đo suy nghĩ gì hết. Còn riêng cái dòng sản phẩm bơ này á, có hai màu xanh dương và màu hồng này, thì mỗi loại nó sẽ tương ứng và phù hợp thích hợp với tùy loại da.
ví dụ như cái loại kem tẩy lông da thường thì nó là màu xanh dương, còn cái loại mà dành cho da nhạy cảm thì các bạn da mà dễ bị kích ứng các bạn sử dụng nên sử dụng sản phẩm này. Rồi thì mình sẽ khui cái hộp cái kem bên trong cái hộp kem chị để giúp để giảm thâm mụn nách luôn nha các bạn. Đây là cái tiếp nó như thế này nha các bạn. Sản phẩm với 4 in 1, công thức 4 in 1 đó, và sản phẩm có khối lượng là 35g nha các bạn. Rồi cái sản phẩm rất là quan trọng luôn, thì đó sản phẩm đây là cái gel làm dịu da, quan trọng nhất của nó là nó giúp làm chậm mọc lông. Thì các bạn đã biết rồi, khi mà các bạn tẩy lông thì chắc chắn vùng da lông mình sẽ quay trở lại, thì cái việc mà mọc lông trở lại thì nó là điều hiển nhiên rồi. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn cái lông da của mình, cái vùng lông á, da trên lông, cái lông trên da của mình nó mọc lâu mọc á, thì các bạn nên sử dụng sản phẩm này. Khi các bạn tẩy lông xong thì các bạn sử dụng sản phẩm này thì nó sẽ giúp cho cái vùng da của các bạn chậm mọc lông hơn, và điều đó thì các bạn sẽ đỡ tốn thời gian tẩy lông hơn, cũng như là các bạn sẽ tiết kiệm được cái chi phí dùng kem tẩy lông, cũng như là các bạn cũng đỡ mất nhiều thời gian hơn. Thì cái chai như thế này nha các bạn. Vừa rồi shop mình vừa giới thiệu đến các bạn đầy đủ những cái sản phẩm tẩy lông cà leo mà shop mình đang bán, có một cái tủ trưng bày như thế này, và các bạn tham khảo những sản phẩm như nãy mình đã nói. Thì sản phẩm nó thì mình sẽ nói lại cho các bạn biết luôn. Thì cái sản phẩm cà leo này thì nó có tất cả là 5 cái dòng sản phẩm phổ biến nha các bạn. Thì cái dạng tẩy lông á, thì nó có sẽ có là 2 dạng, một cái dạng là lotion đó. Thì lotion này thì nó sẽ thích hợp cho mọi loại da luôn nha các bạn, kể cả da dễ bị kích ứng cũng như là da thường. Còn cái dạng cà leo dạng kem tẩy lông á, thì nó sẽ có 2 loại, một cái loại dành cho da thường và cái loại dành cho nhạy cảm. Da nhạy cảm là cái màu hồng nha các bạn. Thì tiếp theo, khi bạn sử dụng tẩy lông xong thì các bạn nên sử dụng cái sản phẩm kem để thoa lên để làm dịu da cũng như là giúp làm chậm mọc lông nha các bạn. Rồi thì nếu mà các bạn dùng da mà các bạn bị vùng thâm mụn nách thì bạn sử dụng sản phẩm kem thâm mụn nách của cà leo luôn. Thì tất cả những sản phẩm cà leo này bên shop mình đang bán là hàng chính hãng nha các bạn. Thì thương hiệu cà leo thì sử dụng rất là tốt nha các bạn. Rồi các bạn nào mà muốn mua tham khảo sản phẩm này có thể liên hệ shop mình sẽ để số điện thoại ở góc dưới video, cũng như là các bạn muốn biết thêm hoặc là muốn tham khảo thêm nhiều sản phẩm cũng như là muốn mua sản phẩm thì các bạn có thể liên hệ vào cái website của shop mình sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video clip bên shop mình. Bye bye.